Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Lại là em Tuấn Audio đây. Thì ngày hôm nay em Tuấn Audio lên cho mọi người một vài con sản phẩm rất là quan trọng trong cái dàn karaoke nhà mình nhé các bác nhé. Thì đây là một trong những dòng sản phẩm pin sạc và củ sạc chất lượng cao các bác nhé. Rồi, tẹt con nhà bà ga luôn. Đây là điều khiển này, bộ pin sạc này, hàng chất lượng cao nhất, là một trong những cái dòng đang rất là chậm và nổi tiếng trên thị trường. Thì ngày hôm nay em Tuấn Audio sẽ nên giới thiệu cho mọi người một cái con pin, đó chính là AZ Pro 356, mã là AZ 356 các bác nhé. Cái dòng này thì là dòng chuyên dành để sạc pin. Chúng ta có thể sạc với dòng điện 110V và 220V. Ok các bác nhé, đầu out ra này, output nó sẽ cho 1.2V và 500mAh. Pin của nó đi kèm theo là 4 quả pin với dung tích là 3500mAh. 3500, cái dung lượng quá là lớn luôn, là một trong những cái dòng pin có dung lượng rất là lớn trên thị trường hiện nay. Hàng chất lượng cao các bác nhé, hàng chất lượng cao. Cái con này thì là em đã test thử rồi và nó có chế độ tự ngắt các bác nhé. Khi mà pin đầy nó sẽ có cái chế độ tự ngắt, nên là các bác không phải lo gì hết nhá. Thì với cái giá hàng nhà em đang bán hiện nay, một bộ pin sạc và một bộ sạc này với cái giá là 350.000 nhé các bác nhé. 350.000 các bác đã có thể sở hữu một hai đôi pin và một chiếc sạc như thế này, rất là tiện lợi. Nhiều bác suy nghĩ rất là buồn cười, thay vì các bác hàng ngày phải chạy ra mua những cái pin con thỏ ngoài quán, thì tại sao các bác không thể bỏ ra một số tiền mua như thế này? Mỗi ngày các bác chỉ bỏ ra có 1.000 thôi ạ. 350.000 tương đương với 365 ngày. Em cứ tính rất là đơn giản, mỗi một ngày các bác dùng 1.000 thôi. Dùng 1.000 rất là rẻ đúng không? Dùng quá là rẻ luôn, thay vì các bác chạy ra quán mua những cái con đôi pin con thỏ về dùng được 1-2 ngày là nó hết rồi. Rất là đáng tiếc, rất là đáng lãng phí. Thì đây chính là cái giải pháp dành cho tất cả các bác và toàn thể anh chị em trên kênh YouTube của em Tuấn Audio nhá. Mua về dùng rất là tiết kiệm, hết lại sạc. Nhiều anh em đang hát dở mùa Tết này, xong tự nhiên lại chạy ra quán tạp hóa, nhưng lúc ấy quán tạp hóa người ta đóng cửa rồi. Đang vui, đang có cuộc vui thì tự nhiên lại hết pin thì hát làm sao được đúng không ạ? Thì cái này nó rất là tiện. Đó. Thì tiếp theo giới thiệu với mọi người một sản phẩm, đó chính là dòng điều khiển vang số chuyên về các cái dòng X3, X5, X6, X8, X12 đấy. Tất tần tật các loại X, cứ con nào X là điều khiển được nha các bác nhá. Và các cái dòng SISO, cứ con nào tên là SISO thì là đều là khiển được các bác nhá. To nhỏ này, mô xích này, kênh 1, kênh 2, kênh 3 này, kênh 4, kênh 5, kênh 6 này, effect gì bật chỉnh được hết các bác nhá. Điều khiển này thì bên em đang bán với cái giá là 120.000. 120.000 các bác đã có thể sở hữu được một em điều khiển các loại vang rất là nhiều đúng không ạ? Em chỉ gọi là demo ra đây cho mọi người thôi, chứ nhà em mấy chục nghìn sản phẩm đang cất ở trên kho cơ, nên mọi người không phải suy nghĩ đắn đo gì nhá. Đó, giá của cặp pin sạc và sạc là 350.000 và điều khiển là 120.000 các bác nhá. Bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em Tuấn Audio 0974251246 hoặc nhắn tin qua fanpage cho bọn em nhá. Em luôn luôn trực kênh YouTube cũng như là Facebook nha các bác nhá, cũng như là Zalo luôn. Cuối cùng thì em kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo lần sau của bên em.